lên sân khấu, xin mời tất cả các giáo sư. Kính thưa quý thầy, bây giờ là một lễ tất thành. Thì cũng như cái truyền thống của Việt Nam chúng ta là quy sư phụ, thì chúng tôi luôn luôn giữ và luôn luôn đặt cái tôn sư trọng đạo là chính. Cho nên trong đặc sang đại gia luôn luôn nghi là công thật luôn ghi nhớ mà tình bạn mãi ghi lòng. Hôm nay trong cái khung cảnh ấm cúng này, ngày hồng mặt của tất cả các anh chị học sinh, thì chúng tôi xin mời quý thầy lên sân khấu để chúng tôi có một cái chút quà để gọi là tưởng nhớ đến những sự dạy dỗ của quý thầy. Xin mời các giáo sư, xin mời giáo sư Lê Tuấn Vinh nè, giáo sư Phạm Minh Sơn, giáo sư Trần Văn Phúc, giáo sư Nguyễn Tân Phúc, giáo sư Trần Thị Thu Hà, giáo sư Nguyễn Văn Sở, giáo sư Lê Văn Dung, giáo sư Trương Thị Tạo, giáo sư Tạ Văn Huy và giáo sư Nguyễn Văn Trọng. Chúng tôi cũng xin mời quý anh chị trong nhóm chủ tiêu lên trên cái lễ tất thành này. Chúng tôi xin mời đứng phía bên này. Chúng tôi xin mời anh Diệp Mạnh La, anh Lê Anh Dũng, Phan Văn Chanh, Võ Ngọc Nguyễn, Nguyễn Phiếu, Cương Thế Việt, Hồ Thị Bích Thư. Dạ, xin mời lên đứng kia. Chúng tôi cũng xin mời quý chị lên để trao quà cho quý thầy. Xin mời chị Cương Thị Hồng Anh. Xin đứng cái này ạ. Cương Thị Hồng Anh, Phạm Thị Phụng, Lâm Đội Ngọc, Võ Thanh Tùy, Nguyễn Thanh Hào, Nguyễn Thị Trúc Hà và Nguyễn Thị Dương. Xin mời đứng bên này. Có thể mời chị Cẩm lên, Phạm Thị Ngọc Cẩm. Ai nữa? Càng đông càng vui. Đây. Xin anh Trăng. Anh Phan Văn Chanh, mời cô Phạm Thị Ngọc Cẩm. Cẩm dầu quá. Mời anh Trần Minh Tiết. Mời anh Trần Minh Tiết. Xin mời cái anh hai người ở bên Úc luôn là anh Trần Hơi và anh Trần Hơi lên cái này để chúng ta
Mấy cái mọi người, tạm ơn. Năm nay chúng ta làm lễ các thầy thương tụ hơn các năm khác, là tất cả mà học sinh của trường Tam Học Phổ Bồ Đề Mùng Sơn và Bán Công Tâm Quang đều có mặt ở đây và cầm mỗi người một cái hoa hồng để mừng thọ thầy cô của chúng ta. Xin quý vị một tràng pháo tay. Tôi mời chị Lâm Đội Ngọc để trao cái hoa hồng cho giáo sư Lê Thu Vinh. Xin mời chị Đội Ngọc lên sân khấu. Xin mời chị Trương Thị Hồng Anh trao hoa cho thầy Nguyễn Tấn Phúc. Mời chị Nguyễn Thị Trúc Hà trao hoa cho cô Trần Thị Thu Hà. Mời chị Võ Thị Thanh Quỳ trao hoa cho giáo sư Phạm Minh Châu. Xin mời chị Vinh Thư trao hoa cho giáo sư Nguyễn Văn Trở. Xin mời chị Thanh Hào trao hoa cho giáo sư Lê Văn Dương. Xin mời chị Phạm Thị Ngọc Cẩm trao hoa cho giáo sư Trương Thị Bảo. Chỉ mời chị Trần Thị Ngọc Mai trao hoa cho giáo sư Trần Thị Phúc. Chỉ mời chị Trương Thị Hồng Anh trao hoa cho giáo sư Tạ Văn Duy. Dạ, giáo sư Nguyễn Đức Cầm không thấy ạ. Có bây giờ tôi Nguyễn Đức Cầm ạ. Thank you.
Mời cô Phụng lên, cô Phạm Thị Phụng mời lên để cùng hát bài Ly Rượu Mừng. Chúng em xin mời quý thầy về lại bàn thiền. Phụng lên đi. Mời quý thầy về chỗ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.